thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Tấn Quốc và bà Nguyễn Thị Châu, thường trú tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất mang số CX 04628 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp năm 2016 tại thửa đất số 1110, bản đồ số 11, diện tích 220 m2. Địa chỉ thửa đất tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban nhân dân xã Thanh Điền, huyện Châu Thành sẽ lập thủ tục trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Tân Quốc và bà Nguyễn Thị Châu theo quy định của pháp luật.